Chỉ mất khoảng 2 giây cho việc quét mã QR, mọi thông tin về trái xoài đều được người tiêu dùng nắm rõ. Xoài được sản xuất ở đâu, theo tiêu chuẩn nào, quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi bán. Trước đây, dù xoài Cát Chu, xoài Cao Lãnh đã được tỉnh Đồng Tháp cho dán tem chứng nhận trên từng trái, nhưng tình trạng làm tem giả diễn ra quá dễ dàng, kéo theo đó là xoài Cát Chu hay xoài Cao Lãnh bị giả xuất xứ, nguồn gốc diễn ra tràn lan, vừa ảnh hưởng đến thương hiệu xoài của hợp tác xã Mỹ Sương sản xuất, vừa gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, với việc ứng dụng blockchain và truy xuất nguồn gốc thì mọi việc đã thay đổi. Người tiêu dùng mà họ sẵn sàng là gì? Bỏ ra chi phí cao hơn cái giá trị hiện tại để họ thực sự là an tâm khi sử dụng một cái sản phẩm nào đó. Thì cái đó là cái nhu cầu của khách và cũng chính là cái điều mà hợp tác xã chúng tôi rất là mong muốn. Tại như vậy rất là minh bạch. Từ cái khâu sản xuất tới khâu tiêu dùng. Chẳng có gì phải giấu giếm, cũng chẳng có gì phải là phải gian lận trong cái kinh doanh cả. Thì chúng tôi rất hy vọng là với cái cách tiếp cận giải quyết từ những cái khâu mà đơn giản nhất cho tới phức tạp nhất như thế, thì chúng ta dần dần đưa được những cái sản phẩm thương hiệu Việt Nam, như con tem chúng tôi cũng ghi rất rõ là xoài Việt Nam, ra thị trường quốc tế. Và tại thị trường quốc tế, chúng ta hoàn toàn vẫn có thể là cho phép tất cả người dùng ở nước ngoài hoàn toàn để truy xuất nguồn gốc trên của cái sản phẩm của mình. Nhìn rộng ra, muốn nông sản được mở rộng thị trường nhiều hơn nữa thì việc truy xuất nguồn gốc trở thành con đường tất yếu. Nó như một lời cam kết về chất lượng nông sản Việt với thế giới.